Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2021, ở phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Như Long, 23 tuổi, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, mức án 8 năm 6 tháng tù về tội giết người. Theo cáo trạng, đêm giao thừa ngày 11 tháng 2 năm 2021, Nguyễn Phi Hùng, 24 tuổi, ở huyện Hòa Vang, đi nhậu tất niên về thì ghé nhà Long chửi bới để đòi nợ 15 triệu đồng. Long đang cúng giao thừa, xin sau Tết trả nợ nhưng Hùng không chịu, lớn tiếng làm ồn đánh thức mọi người. Nhóm bạn đi cùng Hùng can ngăn, chờ Hùng về nhưng Hùng vẫn quay lại chửi bới cả hàng xóm của Long. Bị đòi nợ và chửi rủa ngay thời khắc bước sang năm mới, Long xấu hổ với hàng xóm, dùng dao đâm Hùng. Hậu quả Hùng bị vết thương thấu ngực, đứt động mạch, thùng phổi dẫn đến thương tích 23%.